ok với bạn ơi. Thì cái video mà đào mối chúa với nút mối chúa của mình tốn quá nhiều thời gian nên mình không thể chèn được thêm cái video nướng mối chúa cho mấy bạn xem được. Thì bây giờ anh em tụi mình sẽ làm thêm một video nữa, đó chính là nướng mối chúa cho tất cả mấy bạn xem ha. Ở đây là toàn bộ số mối chúa của mình này anh em. Đó. Thì nút không thể nào mà nút hết được nên anh em tụi mình nướng ra để ăn cho nó đỡ bị ấy anh em, đỡ bị say mối chúa ấy. Ok, bây giờ Nam sẽ bắt đầu tiến hành kẹp mối chúa vô rồi nướng cho mấy bạn xem ha. Mấy bạn xem video của mình ha. À, nếu mà đây là lần đầu tiên mấy bạn tới kênh của mình ấy thì nhớ nhấn vào nút đăng ký và like video giúp mình nhé. Như vậy sẽ giúp mình có thêm thật nhiều động lực hơn để làm những video khác tốt hơn á. Ok mấy bạn ơi, thì sau một khoảng thời gian nướng mình đã được mấy con mối chúa như vậy rồi nha anh em. Đó, sau khi nướng nó sẽ như thế này nhá. Nó tóp hết lại đó. Tại vì nướng mà hình như nước của nó ra hay sao mà nó tóp hết người lại luôn đó mấy bạn ạ. Nhìn giờ nhìn nó nhỏ xíu à. Đó, phê không anh em. Thì do á, Nam là nó không ăn được mối chúa này nên nó không có mặt ở video này nha mấy bạn. Chỉ có mình ở lại là mình chiến hết cái số mối chúa này luôn đấy. Cái món này món khoái khẩu của mình mà. Hồi nhỏ mình hay thích ăn cái này lắm luôn á. Đem nướng này ăn phê lắm luôn. Giờ mình sẽ khui toàn bộ số mối chúa này ra ha. Đó. Này anh em. Bây giờ mình sẽ nhấc ra ha. Đó. Chà. Đấy. Đây. Thì bây giờ mình sẽ review số mối chúa này cho mấy bạn xem ha. Đầu tiên là mình sẽ lấy con này mình review trước nha. Đây. Anh em thấy không? Nó tóp lại rồi đó, nó không còn được múm mím như lúc trước nữa, giờ nó tóp lại nhỏ xíu rồi. Và ok, bây giờ mình sẽ ăn thử nó và nói mùi vị của nó cho mấy bạn xem ha. Thì mời tất cả mấy bạn một miếng nhá, mình ăn đây. Wow, tuyệt cú mèo luôn anh em ạ. Mình phải thưởng thức thêm con nữa để nói mới cảm nhận cho mấy bạn nha. Này, nó này. Phê quá, ngon quá. Wow. Ngon quá, thôi mình làm thêm con nữa nha mấy bạn ơi. Ghiền quá. Đã ghê. Sổ dắt luôn. Mình thề với mấy bạn luôn, nó còn ngon hơn cả thịt gà, thịt vịt luôn á. Cảm giác khi mà nhai nó dầu á, cái vị của nó ngậy lắm luôn á. Ngậy cái kiểu gì ta? Ngậy kiểu gì mà mình không thể diễn tả được, ngậy như kiểu hạt điều luôn. Nhưng mà nó lại có cái vị mặn mặn của muối. Thật sự luôn, cái con này như kiểu là trong người nó có muối sao á. Khi mà mình nướng lên á, mình ăn cảm giác nó có vị luôn. Nên mình không cần chấm cái gì hết, ăn vẫn rất là ngon luôn á. Ok, bây giờ mình sẽ chiến thêm 1-2 con nữa ha. Nào, đó, thêm con nữa nhá. Ngon quá. Xong rồi lấy thêm con nữa chiến luôn. Được rồi. Đây, còn lại 4 con này mấy bạn đây. Đó, thì 4 con này chắc mình gói về, mình cầm về cho bố mình á.
bố mình dạo này cũng yếu rồi, mình cầm về cho bố mình ăn xem có khỏe có khỏe được không ha. Tại vì con mua chúa này rất là tốt, cực kỳ tốt luôn. Ăn nó sẽ giống như kiểu là tăng sức đề kháng này nọ, sức khỏe mình cảm thấy ấy hơn á. Còn mình bây giờ mình còn quá trẻ nên mình còn quá khỏe rồi, nếu mà ăn nhiều quá rồi phân khích quá lại chịu không nổi bạn ạ. Thôi mình gấp lại rồi mình đem về cho bố mình ha. Thì xong rồi, cái buổi review cái con mối chúa của mình tới đây là kết thúc nha mấy bạn. Nếu mà mấy bạn có cơ hội về quê, về những vùng quê mà có mối chúa ở mấy cái vườn cao su hay ở những cái đồi nào ấy, thì mấy bạn đào, một là nuốt sống, hai là nướng ăn thử xem nó như thế nào ha. Mấy bạn cứ ăn thử một lần đi, mình đảm bảo á, ăn rất là ngon luôn. Lúc nướng nha mấy bạn, còn lúc nuốt ấy thì nó không có vị gì đâu, nó chỉ có vị mặn mặn của cái nước của nó ra thôi à. Nhưng mà rất là tốt. Hoặc là một số bạn nào mà muốn 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 mua về, mua được ấy, đem về ngâm rượu cho bố mẹ uống ấy thì cũng rất là tốt nha. Nhưng mà kiếm được con này mà mua tầm 20-30 con là hơi bị hiếm luôn á, chắc phải đi đào cả ngày trời mới được ấy, nên cái giá của nó chắc cũng khá là mắc luôn đấy mấy bạn. Thôi nè, tản mạn của mình tới đây là kết thúc rồi. Nếu mấy bạn cảm thấy video của mình hay thì để lại cho mình một like, một comment và subscribe kênh YouTube cho mình nhé. Thì mỗi lần mà bấm vào nút đăng ký là mấy bạn đã ủng hộ mình làm thêm thật nhiều video mới tốt hơn luôn đấy. Ok, mình cảm ơn mấy bạn rất là nhiều. Bye bye.